Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt kết nối giữa màn hình HMI Blacksum với lại PLC Blacksum. Để mà kết nối được ấy, thì đầu tiên chúng ta là phải cấp kết nối dây cáp trên PLC Blacksum này. Mình sử dụng FL332MRAC. Chúng ta sẽ cấp dây nguồn 220V, 2 chân L và N. Trên chúng ta cấp nguồn 220V vào. Còn nguồn 24V ra này thì mình sẽ cấp lên trên màn hình HMI. Chúng ta chú ý là chúng ta đấu nối phải đúng cực âm dương nhá, DC cộng và DC trừ này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn sử dụng một cổng com to com, đực sang cái sang đực. Từ trên PLC chúng ta cắm kết nối vào cổng com trên HMI này. Ở đây mình sử dụng HMI là FE6070C. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên. Hiện tại thì PLC đã có kết nối này. Trong PLC thì chúng ta nhớ một chút là cái thanh là trạng thái là chúng ta gạt về run. Ở đây PLC này thì nó còn hỗ trợ cả Bluetooth và Ethernet RJ45. Cổng nạp chương trình là USB mini. Màn hình HMI Blacksum cũng sử dụng cổng nạp chương trình là USB mini. Đấy, cổng nạp này rất phổ thông cho cái dòng điện thoại ngày trước của Samsung, Oppo. Thì đây mình cũng sẽ sử dụng một cái cổng nạp USB mini sạc điện thoại này. Mình sẽ cắm kết nối cổng nạp với lại máy tính. Kết nối vào máy tính. Phần mềm để lập trình cho HMI Blacksum này chúng ta sử dụng phần mềm SS Studio. FS Studio 2. FS Studio 2. Khởi động phần mềm thì mình sẽ tạo một project mới nhé. Đó là new này. Tên project là test kết nối. Test thôi nhé. Mình sẽ lưu ở trong Discord. Ở đây thì nó yêu cầu mình chọn là cái model màn hình. Cái này của mình dùng là FE6070C. Next. Tại đây thì nó yêu cầu là mình kết nối IP nhưng mà màn hình này mình không có Ethernet nên là mình cũng không dùng đến chức năng này. Next tiếp. À quên, trở về một chút. Ở chỗ kết nối này thì chúng ta chọn cái điều khiển cho PLC này. Chúng ta thêm PLC vào. Hoặc là com này, com 1. Ở đây chúng ta chọn com 1, chúng ta chọn connect này, kết nối. Ở đây mình sẽ kết nối với lại PLC cũng của Blacksum luôn. Blacksum của mình là FL332MR. Thì đây chúng ta sẽ chọn cái Blacksum Modbus. Modbus thì chúng ta có hỗ trợ FL3. Chúng ta xem lại này, Blacksum chúng ta chọn. Đây là chọn PLC là Blacksum này. Hoặc là một số bạn cũng có thể dùng là của Mitsu. KN có rất nhiều hãng ở đây. Chúng ta vẫn chọn Blacksum đối với lại PLC này nha. À, nhầm rồi, xong phân tích rồi. Blacksum này ạ. Chúng ta chọn kết nối Modbus. Modbus chúng ta ở đây thì mình đang đấu nối kết nối là RS485 hai chân. Ok chưa ạ? Bây giờ là chúng ta config.
Mình hoàn tất tạo một project mới rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nút nhấn bit set. Nút nhấn này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là nhấn giữ. À, đường link kết nối của nút nhấn này thì chúng ta chọn vào cái com 1 là PLC Blacksum kết nối Modbus này. À, nút nhấn này thì mình sẽ bật tắt cho cái đầu ra là Y, chẳng hạn như là Y16 chẳng hạn. Đó là Y16. Ok. À, đối với lại cái label này, label thì cái tên cái đầu ra này ví dụ như là mình đặt là răn, đặt tên nó là răn, hoặc là ở dưới thì chúng ta cũng có thể viết bằng tiếng Việt được nhá, chạy. Khi chúng ta lưu ý là chúng ta viết tiếng Việt vào trong này thì chúng ta phải đổi cái phông chữ này sang Times New Roman hoặc là một số phông chữ của Việt Nam hiển thị được cả dấu ấy. Mình sẽ đổi Times New Roman đi. Ok. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là cài đặt cái hình của cái nốt nhấn, rất nhiều các cái hình ảnh. Chẳng hạn như mình sẽ chọn một cái nốt màu xanh đỏ này đi. Hoặc là chúng ta có thể import hoặc rất nhiều. Graphic Library này, Swift này. Swift này thì rất nhiều luôn, rất đa dạng. Nói chung là cái phần mềm dùng cho HMI Blacksum này thì cũng đa dạng lắm, khá là tùy biến. Một số dòng còn kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi. Cho mình chọn cái nốt xanh đỏ này đi. Ok, chọn dàn ở đây. Ok. Mình cũng sẽ lấy một cái đèn báo. Đèn báo này, leak, bit line này. Đèn báo này thì mình báo cho cái gì được nhé? Mình báo cho cái cổng Y16 đi. Nếu mà đèn Y16 mà sáng thì cái đèn báo này cũng sáng. Graphic này. Ok, chúng ta cũng chọn ngoài ra thì chúng ta có thể điền số hoặc là hiển thị số. Number value display, đây là hiển thị số này, đây là nhập số này, nhập hiển thị chữ và nhập chữ này. Thì chúng ta ví dụ như là mình sẽ nhập giá trị đi, nhập giá trị của thanh ghi nào đấy, chẳng hạn như là thanh ghi AQ hay là thanh ghi D, ví dụ như là D200 chẳng hạn, thanh ghi D200. Thanh ghi này là khi mất điện thì nó không bị xóa. Đấy. Đây là mình điền nhập số nhá. Bây giờ mình sẽ cho hiển thị số. Mình cũng chọn một cái thanh ghi hiển thị vào thanh ghi D200 luôn. Tức là bên này mình nhập bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị sang bên này bấy nhiêu. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều tác vụ, mình có thể cho thời gian này, hiển thị thời gian này. Rồi các cái công tắc biểu đồ, các cái slider, các cái thanh gạt, hoặc là các cái binder, hoặc là bit console, hay là mở một cái trang màn hình mới, tạo một trang màn hình mới, next sang trang khác, rất nhiều chức năng, hoặc là màn hình báo lỗi. Nên hiện tại mình test thế này thôi nha. Xong xuôi thì chúng ta cứ thế nạp vào thôi, bấm vào download này. Thì trước khi download này nó sẽ build cái data, build cái dữ liệu này lên. Ok, chúng ta chọn kết nối bằng USB. Chúng ta bấm vào download.
Đấy, trên màn hình sẽ kết nối trạng thái nạp chương trình. Ok, nạp xong thì chúng ta bấm ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử test thử nhé. Bấm run này. Run này, chúng ta có thể thấy là đèn sáng. Đấy, mình đang nhầm hai thao tác này. AQ. Trên này mình phải đổi thành là D thì nó mới hiển thị được. Cái này đang nhầm. Cái này chúng ta đặt D200 thì hiển thị cũng phải là D200 nhé. Chúng ta nạp vào, nạp lại vào. Download. Ok, bây giờ ví dụ như đây mình nhập là chẳng hạn. Ok, thì bên này nó cũng sẽ hiển thị là số 5. Giờ mình bấm run này. Đấy, tiếng Việt là chạy.